Một buổi sáng bất ổn của gia đình Ben Ben. Chả hiểu sao bạn Ben đi học thì hò đò mãi chả chịu dậy, nhưng về quê thì chả hiểu cu cậu háo hức gì mà 6 giờ sáng gà gáy tinh mơ đã gọi ông dậy rồi, xong còn đòi ông dắt ra xem vườn rau ao cá nữa đây. Ông mà thấy cháu về thì vui lắm, làm đủ trò cho các cháu chơi, tranh thủ hái lá cho cá ăn, mà ông đã tỉa tóc xong bẹ chuối đẹp thế nhỉ. Hóa ra là để làm súng liên thanh cho thanh niên Ben. Mặt cu cậu có vẻ tò mò phết. Ở thành phố làm gì mà được chơi mấy trò này hả con? Ăn sáng xong, Ben lại được ba mẹ đưa sang nhà bà Minh ở kế bên. Nhà bà cũng có vườn rau xanh, ao cá mát lành như nhà ông bà nội này. Rồi nhà bà còn nuôi cả lợn nữa. Ben được ăn thịt lợn sạch ở quê gửi lên nhiều rồi, mà giờ cháu mới được nhìn tận mắt bạn lợn đấy các bác ạ. Các bác nhìn xem, con nào con đấy cũng ủ ỉ, bú mĩm dễ thương chưa kìa. Lợn ơi, cho Ben xin đĩa ăn ngon ngủ kỹ đi lợn nhá. Bắt lợn thì hơi khó, cơ mà có việc dễ cho Ben lo đây. Về nhà nào. Hôm nay Ben được ông giao nhiệm vụ đi bắt vịt, mà chả hiểu bắt kiểu gì ông đã buộc sẵn dây rồi thả ra sân cho cháu chơi như thế này. Chả hiểu là Ben bắt vịt hay vịt bắt Ben nữa đây. Cu cậu lúc đầu thì sợ lắm, toàn chạy mất hút. Đấy, cũng là chỉ 5 phút sau đã tỏ ra yêu thương em vịt lắm, còn đòi lau ngừa cho em vịt này, mang em đi tắm, xong cuối cùng mới cho vào nồi cơ. Các bác thấy Ben le ve bên bạn vịt có cu te không ạ? Wow, rồi giây phút chờ đợi cũng đã đến rồi đây, lên mâm thôi cả nhà ơi. Toàn đồ sạch khép kín vừa ao chuồng trong vườn nhà ông bà cháu đấy ạ. Ben gặp ngay miếng đùi vịt to thế con ơi, trông ăn uống có ngon miệng không kìa. Ăn no đi rồi mẹ còn cho đi thăm đồi chè với bắt cá tiếp vào ngày mai nhá. Các bác nhớ đón xem video của cháu nhá. Hẹn gặp lại cả nhà.